Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tất cả thông tin dù đúng hay sai thì người dân cần được biết và nắm rõ đó là quyền và lợi ích của mọi cá nhân. Chính vì thế, những người làm chương trình phải được chia sẻ cập nhật thông tin rộng rãi đến người dân và quý vị khán thính giả. Vâng, hôm nay một thông tin mới nhất mà ban biên tập chúng tôi vừa có được khi ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ khui ra hàng loạt những bằng chứng tố cáo mới nhất lên cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh. Và ông Dũng Lò Vôi cùng gửi lên Bộ Công an những tình tiết mới nhất này. Trước những bằng chứng quá rõ ràng, quá chi tiết khiến ông Võ Hoàng Yên đứng hình và buộc phải thừa nhận những hành vi lừa đảo. Tiếp đến đó là việc sai phạm, tên thần y này đã hối lộ một số tiền cực khủng cho tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, nguyên giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hình như trong thời gian qua, quyền lợi trên của người dân đã bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tước đoạt đi bởi sự bao che, phe nhóm ô dù quá táo tợn, đặc biệt là tên chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi. Giờ ngày đưa ra xét xử vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng không còn xa, thế nhưng với những gì đang diễn ra với lợi thế nghiêng về bà chủ Đại Nam, có lẽ đó là niềm khích lệ và động lực to lớn cho sự trống trải của CEO Nguyễn Phương Hằng trong trại T30. Vâng, đã hơn một tháng gia hạn tạm giam của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng, mọi việc giờ đây chỉ trông chờ vào kết luận từ cơ quan công an. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước mong đợi vào pháp luật để tội rõ ràng, vì người thật, việc thật, tục ngữ có câu, vàng thật không sợ lửa, điều này quá đúng, bà chủ Đại Nam không chịu đựng được với những thành phần cặn bã, chúng cấu kết với nhau để lừa bịp dân. Vì thế, bà Nguyễn Phương Hằng không thể ngồi yên khi thấy những thành phần cá thể thao hóa biến chất của các đám ca nghệ sĩ và bọn quan tham. Cụ thể là ông Phan Văn Mãi, nguyên chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu, vụ drama của bà Nguyễn Phương Hằng chỉ nhằm tố cáo những ca nghệ sĩ bẩn, ăn chặn tiền từ thiện và thần y lừa bịp Võ Hoàng Yên. Thế nhưng, ông Phan Văn Mãi hay là Lê Hồng Nam nhào vô cắn xé, bắt ra một mình bà Nguyễn Phương Hằng nhằm để bịt miệng bà, không để thông tin lọt ra bên ngoài. Còn nhớ trước đây, ông Huỳnh Uy Dũng từng nói, nếu kiếp sau được làm người, tôi cũng chẳng dám kinh doanh nữa. Câu nói này của ông Dũng Lò Vôi sau khi bị tài chính khẳng định, việc thanh tra vào thời điểm năm 2015, lúc ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã đáp chuyến bay cấp tốc về Việt Nam để giải quyết về vấn đề truy thu thuế 99 tỷ đồng theo kích thước của thanh tra tỉnh Bình Dương. Mặc dù vấn đề gây ra nhiều tranh cãi ngay và ngày hôm sau, ngày 20 tháng 8 năm 2015, thì ông đã cho nhân viên đến nộp số tiền trên vào kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương. Nhắc lại câu chuyện mới đây nhất, đó là việc khi bà Nguyễn Phương Hằng nói về ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, thì ngay lập tức sau đó 2 ngày, tức là vào tối ngày 24 tháng 3, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt giam và bị ghép vào điều luật 331 mà người đứng đầu chỉ đạo cho sự việc này là tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cộng đồng mạng đều đồng loạt cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt chính là do ông Phan Văn Mãi chỉ đạo, và đây cũng là một vấn đề suy luận không phải là không có căn cứ. Nhưng trên thực tế, đến ngày hôm nay, những thông tin của chúng tôi biết được thì thực chất ông Phan Văn Mãi cũng chỉ là một công cụ trong vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng trên thực tế thì người cầm trịch và đưa ra quyết định kết cục cho bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Phan Văn Mãi đó là một nhân vật tầm cỡ, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, với những gì đang diễn ra thì mới đây câu chuyện trên được chuyên gia tội phạm Trung tá Đào Trung Hiếu, Bộ Công an nhận định rằng nếu như các nhân vật được bà Nguyễn Phương Hằng đề cập có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải làm rõ và xử lý nghiêm. Bên cạnh đó thì mỗi cá nhân sử dụng mạng xã hội cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình trước một phát ngôn, đồng thời việc siết chặt kỷ luật những phát ngôn trên không gian mạng là rất cần thiết. Từ câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, bà CEO Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một hiện tượng nổi bật trên truyền thông mạng xã hội ở trong nước trong thời gian gần đây. Việc bà Nguyễn Phương Hằng công khai hóa một số thông tin bất lợi nhằm vào cá nhân và có nhiều thông tin đã được xác nhận cũng như là đúng, chẳng hạn như là việc nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện vì tiền mà quảng cáo sai sự thật và các sản phẩm thực phẩm chức năng kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo, hay là hành vi tố cáo một người được biết đến như là thần y lăng băm Võ Hoàng Yên đã làm những việc giả dối lừa gạt đã gây được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sở dĩ có sự chú ý này vì nó là những thông tin sốc và động lại bên góc khuất của những người nổi tiếng. Bên cạnh đó thì sự quan sát từ dưới góc độ một người nghiên cứu về tội phạm, tôi cho rằng những điều bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn đã tạo nên dư luận xã hội, có thể xem đây là một kênh thông tin để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh nếu như các nhân vật được bảo hành, đề cập, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải làm rõ và xử lý nghiêm. Tôi cho rằng việc phát ngôn trên không gian mạng là quyền của bà Hằng nếu như những phát biểu ấy không vi phạm quy định của pháp luật
hay là thuần phong mỹ tục của dân tộc, đồng thời không bịa đặt những điều mà bà Siêu biết rõ là không có thật nhằm xâm hại uy tín danh dự của người khác vì những động cơ mục đích khác nhau. Theo dõi việc bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt công khai những hành vi được cho là sai trái khuất tất của cá nhân tổ chức, tôi thấy bên cạnh những điều đã được xác định là đúng, cũng có những thông tin mang tính quy kết như là buộc tội có phần hơi vội vã. Trung tá Đào Trung Hiếu, mỗi cá nhân sử dụng mạng xã hội cần xác định rõ trách nhiệm của mình. Một phát ngôn lường trước các hậu quả pháp lý có thể phải gánh chịu để điều chỉnh hành vi phù hợp với các quy định của pháp luật. Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng có những bằng chứng củng cố cho cáo buộc của mình, thì điều đó có ích lợi cho xã hội vì giúp làm sáng rõ và những khuất tất sai trái của một số lợi dụng uy tín nghề nghiệp, cũng như là thực hiện hành vi xâm hại và lợi ích của xã hội cộng đồng. Nhưng nếu như không có chứng cứ thì việc tuyên bố công khai hoặc là ám chỉ những thông tin này sẽ xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức có liên quan. Và điều này đã dẫn đến việc bà Hằng phải gánh chịu những rủi ro pháp lý trong thời gian qua. Tất cả các lời phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trên trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy và nhận thấy rằng những lời mà bà phát ngôn đều có bằng chứng cụ thể. Bằng chứng cho thấy là ông Võ Hoàng Yên giả danh thần y thầy thuốc để lừa đảo nhân dân, Trung tá Đào Trung Hiếu nói tiếp. Tôi thấy việc minh bạch thông tin là cần thiết nhưng phải tính đến liều lượng và độ rủi ro với những vấn đề chưa rõ hoặc là không có những chứng cứ. Cụ thể thì không nên đăng lên trên mạng xã hội vì sự tự do trong phát ngôn của mình có thể làm ảnh hưởng đến quyền tự do của người khác. Ngoài ra, nếu như có những chứng cứ xác đáng nên cung cấp cho cơ quan chức năng khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thì việc công khai hóa trên mạng có thể là mang đến cho chủ thể phát ngôn những bất lợi nhất định. Quan sát và phản ứng của cơ quan chức năng trong sự việc này, tôi chưa thấy có sự kịp thời cần thiết, có thể thấy truyền thông chính thống chưa có quan tâm nhiều đến những hoạt động nhân đạo từ thiện rất tích cực của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng, cũng chưa theo dòng thời sự để tìm hiểu về việc cáo buộc của bà. Theo như chúng tôi, với những sự kiện xôn xao dư luận và thông tin như thế này, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để định hướng cho các bên nên ứng xử trên mạng xã hội phù hợp và đòi hỏi của pháp luật, đồng thời nên coi những thông tin bà Hằng đưa ra như một kênh tham khảo để có các hành vi xác minh làm rõ. Bên cạnh đó thì đặc biệt là việc thắt chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng là cần thiết, đồng thời người dân nên chủ động tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật về cách ứng xử trên không gian mạng để tự mình kiểm soát phát ngôn, không làm những clip phát ngôn cấm hoặc là đồng thời biết cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi bị xâm hại, mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần xác định rõ trách nhiệm của mình trước mỗi lời phát ngôn, lường trước hậu quả pháp lý có thể phải gánh chịu để điều chỉnh hành vi phù hợp với các quy định của pháp luật. Cần có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo tôi, rất cần thiết phải có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bởi vì đó là một thực tế trong đời sống xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, có lợi ích mà công cụ này còn đem lại như là liên kết xã hội vào các hoạt động có ích cho cộng đồng, phản biện xã hội thông tin các vấn đề cá nhân đến với xã hội, thì mạng xã hội cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ như là người dùng rất dễ bị lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật, vô tình hoặc là cố ý lan truyền các thông tin xâm hại các quyền lợi bất hợp pháp của các tổ chức cá nhân của người khác. Hiện tại ở Việt Nam có tới 64 triệu tài khoản mạng xã hội, trên tổng số 97 triệu dân. Nếu như không có những định hướng cho việc sử dụng mạng xã hội, thì nhiều người dùng rất dễ bị vi phạm các quy định của pháp luật. Hiện nay thì trước những diễn đàn cũng như là phức tạp trên trang mạng xã hội, thì các đơn vị chức năng cần phải theo dõi chặt chẽ các hoạt động phản đoán và nguy cơ hậu quả có thể xảy ra với trật tự pháp luật, uy tín danh dự của cơ quan tổ chức và cá nhân để có những phản ứng kịp thời, ngăn cản hậu quả xấu có thể xảy ra và xử lý nghiêm các sai phạm và răn đe giáo dục phòng ngừa trước mắt Bộ Thông tin và Truyền thông có thể thông qua các mạng viễn thông để mà truyền tải các chủ thuê bao và cũng như là điện thoại, cũng có thể là khuyến khích trong việc sử dụng mạng xã hội vì đây là cách làm mang lại hiệu quả rất cao. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi thì hết hạn tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ mong chị luôn bình an. Như vậy là đã hơn 4 tháng nữ CEO bị tạm giam và còn đúng vài ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vì với tội 331, bà Phương Hằng thì như chúng tôi đã cập nhật, bà chỉ bị tạm giam nhiều nhất là 3 tháng và chỉ được gia hạn tạm giam một lần và thời hạn tạm giam là không quá 2 tháng. Không biết kết quả sự việc này như thế nào nhưng người dân chúng tôi luôn mong mọi chuyện sẽ được giải quyết minh bạch, pháp luật công bằng, ai sai thì xử tội, ai đúng phải được minh oan. Và cho dù có ra sao đi nữa thì từ nay, thậm chí là nhiều năm sau nữa, người dân vẫn luôn nhớ có một nữ CEO dám đứng lên đấu tranh vì lẽ phải, dám vạch trần bọn bá dơ trong showbiz và đặc biệt là vợ chồng bà đã làm những công việc thiện nguyện giúp đời, giúp người, đó là những sự thật không thể nào chối cãi.
Vậy nên hàng ngày, hàng giờ cả triệu người dân vẫn luôn mong ngóng tin tức của nữ CEO. Và trong lúc chỉ còn một tháng nữa chúng ta sẽ biết được thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, thì có một vị khán giả là Facebooker Phương Nga Đoàn đã để lại lời tâm sự như sau. Thời gian xoa dịu nỗi đau những ngày còn lại, hy vọng phép màu nhiệm sẽ đến với nữ CEO Phương Hằng. Hơn một năm trải lòng câu chuyện drama của nữ CEO là hơn một năm tôi được trải nghiệm mọi khoảnh khắc cũng như mọi cung bậc cảm xúc, lẫn lộn một năm với thăng trầm sóng gió trên không gian mạng. Có những lúc niềm vui như vỡ òa vì những gì mà nữ CEO đã làm. Những điều thật dịu kỳ, thật tuyệt vời và đem lại sự nhận biết cho những người dân đã từng thần tượng cổ suý và những hư không thực tại của đám ca gừng sĩ, và có những lúc lắng động tâm tư buồn cho những gì không như mong đợi. Đã là con người, không ai có thể hoàn hảo toàn diện bản thân mình. Vì vậy, thì CEO Phương Hằng cũng không ngoại lệ, không tránh khỏi những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống và cũng không thể tránh khỏi những điều sai sót, những phát ngôn thiếu phần cẩn trọng khi bảo vệ chính mình với bầy lòi lòng lăng dạ sói. Vì đơn cử đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.